Các bên giải ngoại trong một dịp rất là tình cờ và có lẽ là những cái sự, có sự những cái sắp xếp ở đâu đó, mình cứ nói là hồn thiêng trong núi đi thì đã đưa đẩy cái bước chân của các bên giải ngoại xuống đây để gặp bác Bảy. Để từ bác Bảy đó thì lại đáng nhẽ chúng tôi đi theo xe của anh Quang Chánh và anh Bình Hà về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi lại trong cái phái đoàn đi, chúng tôi lại có thêm một cái xe của anh Trần Hải ở Bình Dương. Thì anh Hải có nhã ý là chúng tôi đi qua thăm mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, tức là thân phụ của Bác Hồ. Thì chúng tôi thấy rằng cái điều rất là hữu lý, mà trong khi sức khỏe mình còn cho phép, là nhân tiện dưới này thì không biết là có cơ hội nào vào Đồng Tháp không, này nhưng chúng tôi đi qua cụ Sinh Sắc. Sau đang thời gian đó thì anh Hoàng Minh Hoan đang livestream, thì Trọng Nghĩa mới nhắn tin, thì đáng nhẽ là chúng tôi ra ngoài cái chỗ địa điểm mà Trọng Nghĩa hẹn thì nhưng mà một hồi thì Trọng Nghĩa xuất hiện ở trong mộ cụ Sinh Sắc. Thì có lẽ là cũng là một cái sự nhân duyên mà sắp đặt của Thượng Đế, của Trời Phật cho chúng ta đã gặp gỡ ở trong cái mộ của cụ Sinh Sắc. Một người mà nói chuyên môn nói về phải nói là cái tinh thần là không chấp nhận cường hào ác bá ngày xưa, mà một vị quan triều đình mà không chấp nhận cái chuyện đó là một cái vấn đề rất là khó. Thành ra cụ đã bị mật thám Pháp theo dõi bởi vì tinh thần cách mạng của cụ. Cụ chủ trương, lúc cụ Sinh Sắc là chủ trương là chủ nghĩa dân tộc, và đó là cái chủ nghĩa mà Bác Hồ sau này cũng vẫn tiếp tục đi. Thì chúng tôi quyết định là thay vì trở về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nói chuyện với lại anh Nguyễn Trọng Nghĩa, một người mà chúng tôi rất là ái mộ trong lúc thời gian mà chúng tôi còn ở bên nước ngoài. Và nhân tiện thì về đây đã gặp nhau thì chắc chắn là chúng tôi phải có một cái câu chuyện làm quà cho khán giả KBC Hải Ngoại. Xin mời anh Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chào khán giả KBC Hải Ngoại. Xin chào khán giả của KBC Hải Ngoại. Bây giờ cái chuyện gì nó qua rồi mình không nhắc tới nha. Oan ức hay là không đúng sự thật thì Nghĩa cứ việc trình bày trước, xong rồi chúng tôi sẽ lần lượt chúng tôi sẽ đi câu hỏi. Nhưng mà trước khi đó thì chúng tôi xin xác nhận minh xác một điều: những cái người nào mà gọi là có những lời xuyên tạc nói rằng là Nguyễn Trọng Nghĩa bán thuốc lậu, thì tôi nhân danh KBC Hải Ngoại, chúng tôi đã đi qua cái tiệm bán thuốc của Nguyễn Trọng Nghĩa và xác nhận đây là một cái tiệm bán rất là công khai ở ngay một ngã tư đường mà cái thượng lý thị tứ, rất là đông xe đông người qua lại. Còn cái chuyện mà người ta bán thuốc lậu ấy thì không, chuyện không phải là của các bạn. Chúng tôi xin đóng mở một kép công an mạng, quý vị có quyền làm bất cứ cái gì ở trên mạng, nhưng mà cái mà người thi hành luật pháp đó là công an nhân dân, những người đang điều hành cái an ninh của đất nước. Thành ra quý vị, những cái lời xuyên tạc của quý vị không có đúng sự thật, nó sẽ trở thành một cái lời nói vô giá trị mãi mãi. Thì bây giờ thì hỏi cái nguyên nhân nào mà Nghĩa đã đi gặp linh mục Nguyễn Duy Tân? Mình theo dõi linh mục Nguyễn Duy Tân rất là lâu, có nghĩa là đây là người có nhiều phát ngôn để nói là xúc phạm tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam một cách công khai, cũng như là đòi thay đổi thể chế chính trị hiện tại Việt Nam. Thì bằng những cái việc như là mình viết bài rồi livestream rồi bằng các cái động tác để mà góp ý phê bình linh mục để linh mục nhận ra được vấn đề, thì gần như linh mục này không có một cái thái độ gì gọi là cầu thị, không nhìn nhận cái vấn đề mà còn có những thách thức. Sau đó có một trong một cái dịp đó là trong một cái buổi lễ tri ân những quý binh Việt Nam Cộng Hòa tại số 38 Kỳ Độc, thì vị linh mục này có nói là năm 2018 Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ mà không mất viên đạn nào. Thế thì lúc đó mình cũng có tin răng thôi, mình cũng răng ý, mình cứ nói là thôi bây giờ tôi cá với linh mục,
đó là cá trên cái trang mạng Facebook của mình và Facebook của Linh Mục Duy Tân mình nói, nếu năm 2018 mà Cộng sản Việt Nam chưa sụp đổ thì Linh Mục Duy Tân phải treo cổ, còn nếu như năm 2018 mà Cộng sản Việt Nam sụp đổ, Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ treo cổ. Thế là Linh Mục Duy Tân gửi cho mình ngay một cái bản trưng cầu dân ý xem là gì, là chọn Cộng sản Việt Nam hay là đa đảng. Lúc đó mình thấy có sự tranh luận qua lại và người ta cũng có sự miệt thị lẫn nhau thông qua mạng xã hội. Thế lúc đó thì trong một cái live stream khoảng cuối tháng 8 của Linh Mục Duy Tân, ông ấy có đồng ý gặp các nhóm cờ đỏ để mà trao đổi về vấn đề xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vì ông ta nói rằng là ông ta đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới bằng con dấu của giáo hội, con dấu mà ông ta đang làm tránh xứ đó. Ông ta lấy con dấu đó ra viết trên một tờ giấy rằng công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, một sự xúc phạm ngay chính Chủ tịch Hồ Chí Minh mà xúc phạm luôn cả cái con dấu đó, làm trò đùa lấy con dấu của giáo hội Công giáo ra làm trò đùa. Cho nên mình rất là bức xúc, nhưng ông ta chấp nhận gặp mình để mình nói về điều đó. Cháu là người Công giáo? Cháu là người Công giáo. Ok, mời cháu tiếp tục. Thì sau khi mà ông ấy lên nói ra những điều đó thì mình chấp nhận. Ông ấy làm cái live stream đó, trong cái đoạn live stream rất dài, trong đó có đoạn là ông ấy mời nhớ cái cờ đó đấy, mình chấp nhận, mình đi ok chúng tôi đấy. Tức là ông đồng ý mời ông đồng cả ý. Nhóm cờ đỏ luôn. Ông mời tất cả ai là cờ đỏ gì, các đồng chí cờ đỏ đến để mình giao, để mà trao đổi. Chứ không phải một mình nghĩa. Dạ, mời nhiều lắm, nhưng không mời tất cả. Thế thì sau đó mình mới bàn bạc với những cái bạn bè mà mình đã từng trao đổi liên hệ và có đồng chí hướng với mình trong vấn đề là đấu tranh, nhưng mà phản bác các cái luận điệu xuyên tạc. Ở đây nói thẳng ra là xuyên tạc là sai, cho nên là đấu tranh mặt nào cũng vậy, cứ hãy xuyên tạc là sai, nên là không cần biết các bạn như thế nào, là ai quan điểm chỉ ra sao, nhưng mà hãy đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc là đồng chí của mình. Thế cho nên là mình mà có bàn với các bạn và cuối cùng là tụi mình thống nhất với nhau là đi đến đó. Cuối cùng ra là mình thuê một chiếc xe 29 chỗ, trong đó là thuê tại Hồ Chí Minh, mình với đồng Pháp này, mình bắt xe rò lên trên, đi xe khách lên. Để sau khi lên đó là mình cùng với mọi người đi đến Hòa Hạ. Mọi việc xảy ra sau đó mọi người thấy qua cái live stream. Thế mình có một cái bằng chứng gì là ông nói là ông Duy Tân nhận lời mình hay là cái gì? Bây giờ phải phim lại các cái video. Cái video. Phim lại các video lại không? Tức là cái video. Cuối tháng 8, tức là khoảng một tuần cuối tháng 8. Trong Facebook nó có một cái nó gọi là F, tức là F đó, B. Rồi download được. Cái đó nó có cho download tất cả các video, live stream, cái video trong Facebook. Nó không ngàn đấy nhỉ? Thì nó cho mình download rất là nhanh, khoảng chừng đó là tối đa là một nửa tiếng đồng hồ, mà những cái live stream dài tới 2 tiếng nó đào tối đa là một nửa tiếng đồng hồ, thì nên download xuống để coi lại để mình tạo bằng chứng. Thế trong đời cái chuyện gì xảy ra? Thì mình xuống tới đó, theo như cách của mình là mình bàn bạc ban đầu đó là mình sẽ đi vào trong đó yêu cầu được trao đổi. Thì nếu như Linh Mục không đồng ý trao đổi thì mình mới làm cái động tác giống như biểu tình, có nghĩa là mình đưa loa ra rồi có hẳn một cái bài mình viết về Linh Mục Duy Tân để mình đọc lên, để mà gọi là tố cáo các cái hành vi mà bất xứng của một vị tu sĩ đối với đất nước của mình. Bởi vì mình hiểu rằng là nếu mà dùng cái thân phận công dân để mà nói về đất nước thì anh không khác quan điểm chính trị thì nó không sao cả, có thể anh là khác quan điểm thì không sao, nhưng mà ở đây anh dùng tư cách của một linh mục thì nó lại là đụng chạm đến rất là nhiều thứ, nên là buộc lòng đó là mình cho rằng là mình phải dùng các biện pháp mạng xã hội, dùng dư luận để nói với linh mục này, bằng việc là mình dùng loa để mình nói lên cái bài nói là tố cáo linh mục có những hành vi như thế. Thì khi mình đến thì lúc đầu mình vô thì đúng là linh mục vừa vô thì sao các đồng chí đến đúng giờ quá. Mình không biết ai báo giờ cho ông ấy là mình sẽ đến vào lúc nào, giờ nào. Mình không báo trước. Nhưng ông ấy câu đầu tiên là chào các đồng chí đến đúng giờ quá. Câu này là mình bất ngờ. Lúc đó ông ra ông tiếp mình. Ông không ra, ông đứng ngay cửa sổ. Đứng ngay cửa sổ. Đứng ngay cửa sổ. Tức là bên trong. Ông ấy tôi bên trong cái phòng đó. Khi mà mình đến đó, lúc đầu là sau đó là ông bắt đầu ông dùng điện thoại bằng mọi cách. Ông dùng điện thoại, ông lại xin cũng quay ngược trở ra. Và ông lại.
mới là ông kêu gọi, sau đó là dùng điện thoại khác gọi điện cho người này người kia, cuối cùng ra giáo dân tới, các ông chùm của giáo xứ tới, và bắt đầu cái động tác là ông ra lệnh cho các ông chùm đóng cửa nhà thờ lại. À, rồi sau khi đóng cửa nhà thờ lại thì khoảng 10 phút sau thì công an xã tới. Công an xã báo cường lực cường báo động. Khoảng có lẽ là khoảng mình nghĩ là khoảng 1 tiếng 2 tiếng hồi sau đó thì bắt đầu lại chuông cái nhà nghe ra nghe mình nghe mình nhớ lại là khoảng 4 nhà thờ rung chuông. 4 nhà thờ rung chuông, nhưng rất may một điều đó là giáo dân không tới, có nghĩa là cũng có cái sự can thiệp của chính quyền, người ta cũng có nói đi các linh mục về việc này việc kia là cũng gì nghiêm trọng gì lớn, nên là các nhà thờ không có kém người tới, chứ thực sự mà đó mà 4 nhà thờ kéo dân giáo dân tới thì cũng này. Thế rồi lúc mà bên công an tới, cũng có công an rồi có bảo vệ có ấy hay là có được đấy. Lúc đó là công an tới, là ngay cả công an mình thấy là công an xã rồi công sau đó là tới công an huyện. Rồi nếu các lực lượng khác nữa thì không thì không biết, bởi vì lúc đó nó hỗn độn quá rồi. Bản thân mình cũng đang bị vây, mình cũng đang có những cái mình cũng quan sát, có khi ai đó tấn công mình như thế này thế khác, mình cũng quan sát, cũng có sự đề phòng để an toàn cho mình. Thì lúc đó có một cái trường hợp trong cái nhóm đi của mình ấy, thì bao nhiêu người nhóm đi mình là có 10, lúc đầu là 13 người, sau đó thêm một người là 14. Cái người này là đi sau, có nghĩa là mình không có mời người này đi, nhưng mà khi mà đến gần cái khu vực giáo xứ thì người này gọi điện thoại cho một người trong nhóm nói rằng anh ta đã đến, anh ta biết chuyện, anh ta đến. Phải ông này yêu không Trần thì anh ta đến và anh ta tháp tùng cùng cái đoàn mình, anh ta vô cùng đi chung với đoàn. Người tiếc một điều đó là anh ta lại không mang theo một cái khẩu súng bắn kim bắn bi mà theo giám định thì đó là súng đồ chơi yeah. Súng đồ chơi nguy hiểm. Thì chính vì cái việc mà trong quá trình mà giải quyết giữa hai bên thì mình với bên hội đồng bên ban hành giáo, bên cho mình gọi là hội đồng dù giáo xứ, ngoài đó họ là gọi ban hành giáo, thì mình với ban hành giáo đã thống nhất với nhau là ngồi xuống nói chuyện, nghĩa là tất cả mọi người sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau, dù rằng xung quanh có những có một vài tiếng nói rằng không đồng ý ngồi xuống nói chuyện, bằng mọi cách là đánh cho được rồi đấy, rồi đánh chứ không nói chuyện gì cả. Thì những cái tiếng nói đó thì mình cho rằng nó cũng không tác động lớn đâu, bởi vì ban hành giáo quyết định. Thì lúc đó tự nhiên lại xảy ra cái sự việc đó là xuất hiện cái súng, có hàng mang súng lên, có người hô lên, thế là họ nhào ra, họ đi giết theo cái tiếng kêu đó. Thì lúc này thì mình thấy là công an xã là đang đứng xung quanh mình để mà gọi là sợ mình bị hại, do là mình là cô thế cho nên công an họ cũng biết mình có thể bị đánh, thì họ đến họ bảo vệ mình. Thì vô tình đó thì khi mà cái anh kia anh ta đang chạy cứu cái anh kia do cây súng, thì anh kia ảnh lại thì mình lại bị hở, thế là nhào đánh mình luôn. Và lần này là khoảng gần 20 người, theo như clip cũng gần 20 người đánh vào đâu? Tấn công hết vào đầu, vào đầu ấy. Mình không ngờ là ở giáo xứ, một nơi phải gọi là đạo đức, một nơi được tu dưỡng, người ta phải tu dưỡng cho nó tốt đẹp thế nào, thì lúc này mình lại thấy sự bày đặt. Thì con cái của Chúa đánh con cái của Chúa đâu có gì đâu. Cũng như ca yên biết, cũng như ca yên biết giết ca em thôi à, ca em à. Thế rồi cái mà lúc mà cái anh có bao giờ trong nhóm nghĩ rằng anh Trần Dũng Nghĩa đó là anh là người của phía bên Trà Tân không? Đưa vào rồi cố định tạo ra một cái trận mâu thuẫn? Không đâu, tới giờ này mình cũng không nghĩ gì đó. Bởi vì mình thấy anh ấy bị đánh cũng không thua gì ai cả, bị đánh rất nhiều. Anh cũng bị đánh. Anh bị đánh nặng rất nhiều. Tức là cũng bị đánh. Dạ, anh ấy bị đánh rất nhiều, mình thấy rằng là anh ấy có ý là muốn bảo vệ mình. Anh ấy cái động tác mang súng theo chỉ là muốn tự vệ hay là muốn gì đó, nhưng mà vô tình nó lại không đúng lúc đúng chỗ. Thật sự một cái khẩu súng mà BB gun á, là còn bên Mỹ nó gọi là BB gun á, khẩu súng nó bắn bi này nó chẳng giết được ai hết, nó chỉ có cái gì của nó bắn vào mắt mình thì có thể mù mắt, cái điều đó khó. Dạ. Nhưng mà nó cứu nó có thể thanh toán được bao nhiêu người. Dạ. Đấy, cái điều đó đặt cái vấn đề quan trọng. Bây giờ muốn bảo vệ nghĩa, thế nhưng mà nó bắn những người kia, bắn được bao nhiêu viên, đấy, mà nó bắn được xong thì nó có sống sót được hay không, đó là một cái thái độ. Nếu mà
anh Trần Hiếu Nghĩa này không phải là người của bên Trạm Tân á, thì cũng là một người cái suy nghĩ rất là nông cạn, không nghĩ tới cái hậu quả lớn khi mình cầm một con tàu. Bởi vì mình vô tình chung, vô hình chung đó, mình đã cho phía bên kia họ nhìn thấy rằng á, là mình những người mà vi trực. Bởi họ đâu có biết là mình mang súng để tự vệ, mà họ nghĩ là mình mang súng để tấn công, và họ đã từng nói như vậy rồi. Thế rồi cái khi mà rốt mà bị đánh như thế này, có ngoài có ai bị đánh ngoài là phụ nữ hay kia không? Ngay cả đứa con nít nó cũng đánh mà, gần như là ai cũng bị đánh, người nào cũng bị đánh, trong đó họ dùng đá đập vào đầu của mình. Thì rất may đều là cứ mỗi lần như thế là có anh công an rồi một số anh đi theo mình đó, mấy anh đỡ được hết, mấy anh gạt ra hết, chứ nếu không là chắc hôm đó là đá với số lượng nó dùng đá đập đầu mình không ngờ lại có sự tàn nhẫn. Nghe nói có một phụ nữ bị cướp nữ trang hay là iPhone cái gì đó. Có một chị bị mất hơn 30 triệu. 30 triệu. Bao nhiêu là cái túi của chị bị lục soát rồi sau đó mất tiền. À. Thứ hai nữa là cái trường hợp là mất các cái nữ trang trên người, như là những cái vật dụng đắt tiền, như kính. Chị mất một cái kính khoảng 500 đô. À. Kính của cái hiệu gì đó cũng nổi tiếng. Thì rồi như điện thoại của mình nó cũng đòi tịch thu, đòi lục soát, có nghĩa là đến nỗi mà có một số người lợi dụng cái việc lục soát để sàm sỡ phụ nữ. Lợi dụng á. Rồi họ dùng những ngôn từ phải nói là mất văn hóa, rất mất văn hóa, nghĩa là dùng xô hết tất cả những cái ngôn từ liên quan tới phụ tùng trong người ra cho mình nói chuyện. Nên là mình phải nói là cái về giá trị đạo đức mà mình thấy ngày hôm đó nó xuống cấp. Mình không biết thế nào, nhưng mà đến một cái nơi tôn nghiêm, một nơi nhà thờ mà dòm những cái con người đó với cái giá trị đạo đức đó, thì rõ ràng đó là cái điều hết sức là đau lòng. Thế rồi nó có bắt Nghĩa phải viết một cái tờ tự thú hay cái gì? Họ yêu cầu mình viết tường trình. Thực ra đấy là lúc đầu á, là khi mà công an huyện tới thì nó không cần phải viết tường trình. Bởi vì việc viết tường trình là do công an yêu cầu, chứ không phải ai có quyền ở đó yêu cầu. Thì họ mới bảo họ có một ông cha đến sau, ông này kích động lắm, ông này ông tên ông Truyền, một Truyền. Ông này ông tới ông kích động, đáng biết ra mọi việc đã im xuôi rồi. Thì ông đứng lên ông phát biểu, ông nói rằng là những người này thế này thế nọ. Mình nhớ không rõ lắm nhưng là kích động cho giáo dân nóng hơn nữa. Đó thì họ còn nói rằng là phải tổ chức một cái cuộc y như ở Đồng Tâm. Bắt tất cả nhốt là y như ở Đồng Tâm, không có luật pháp gì nữa. Họ thì yêu cầu mình tương tự theo luật pháp, nhưng chính họ lúc đó họ lại áp dụng luật của họ, không có luật pháp. Thì họ mới, ông Linh Mục này, ông yêu cầu mình viết tường trình. Thì trong cái tường trình đó, thì mình viết rất rõ ràng là tôi tên Nguyễn Trọng Nghĩa, chứng minh nhân dân số mấy, ở đâu, như thế nào, đến đây. Mục đích của tôi đến đây là vì tôi muốn trao đổi một chất vấn Linh Mục Nguyễn Duy Tân về cái việc thứ nhất là xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ đất nước, đã đủ tinh thần lên nữa. Thứ hai là rất rõ đó là phải chất vấn Linh Mục Nguyễn Duy Tân tại sao đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sao là Linh Mục Nguyễn Duy Tân lại dùng cái thân phận linh mục của mình, một quan chức của Vatican, rồi lật đổ và trưng cầu dân ý, lật đổ chính quyền Việt Nam. Thì đây là cái việc không đúng mà mình muốn đến đây trao đổi, và mình đã viết 4 lần. Trong đó thì những lần có những lần mình ghi là lần đầu tiên mình ghi mình có nói là tôi đến đây, nhưng mà tôi đến đây có mục đích đó, nhưng mà tôi đã bị một số giáo dân ở đây đánh đập, họ không đồng ý, họ yêu cầu mình gỡ cái câu đánh đập đi. Mình nói các vị kêu tôi viết tường trình, nhưng khi tôi tường trình các vị là muốn tôi viết theo ý các vị đánh tôi ghi là tôi tường trình lại tờ đó, các vị đánh, nhưng các vị lại không đồng ý, các vị buộc tôi phải bỏ ra, vậy đâu phải là tường trình. Sau đó nhưng mà phải làm, bởi vì làm để cho xong chuyện, để cho nó kết thúc. Lần thứ hai, lần thứ ba thì họ bắt mình ghi vô thêm cả cái việc là có mang theo súng. Mình ghi rằng là mình bất ngờ về cái việc này, mình không biết trong đoàn có người mang theo súng. Và mình đọc đi đọc lại 4 lần viết và 4 lần đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Và cái mục đích đọc của mình là mục đích muốn nói tới là mục đích tôi đến đây để làm cái gì. Và cả 4 lần đó đều mình tố cáo được Linh Mục Nguyễn Duy Tân. Thay vì lúc đầu mình đến để tố cáo, họ dừng micro mình lại, họ không cho mình nói, họ đập loa mình. Nhưng mà
đến lúc cuối thì họ bắt mình đi tường trình, phải bắt mình phải đọc lại tại sao đến đây, và mình đã nói được cái mục đích mình đến đây thì quá tuyệt vời. Bản tường trình đó là cái mà vô cùng thành công của mình. Thì cái cô mà bị cướp lấy tiền mất đồ đạc thì nó có lấy lại được không? Không, mất luôn từ hôm đó. Dạ, coi như mất luôn. Có báo cáo cái phone là bị cho cái hãng nào mình, thường thường là công an họ có cái số để tìm được cái điện thoại. Có, lúc đó về nội lo giải quyết an toàn cho mọi người không đã khó. Mình còn nghĩ rằng là họ chặn đường lúc mà mình về công an huyện, họ không theo dõi, không chạy theo mình. Đó là cái sự an toàn của mình lúc đó là trên hết. Mình không kịp, mình lúng túng, mình không có kịp để xử lý cái việc để mà đòi kiếm tài sản đâu. Giống như ta nói là giữ được cái mạng là hay. Ở bên Mỹ ấy, là cái cell phone mình bị mất á, mình báo cho cái hãng nó biết cái cell phone mình đang ở đâu. Ở đây chắc không được. Ở đây người ta mua điện thoại và không cần quá đơn. Thế rồi cái lúc mà viết tường trình trong rồi chuẩn bị trả giá. Viết tường trình xong rồi công an họ họ mới thuyết phục được coi như là mọi người về, thì trên lúc mình ra xe để của công an họ trở về là họ nhào vô đánh thì mình chặt nữa, cương quyết đánh cho được. Mấy công an không can, công an can rất nhiều nhưng mà bác không đủ vô mình vô hang, mình vô đúng hang. Công an có cố gắng mấy cũng tốt, ngay cả công an cũng bị đánh. Công an can mình thì công an cũng hưởng hết tất cả những cái đó. Mình rất cảm ơn các anh công an rất nhiều. Nghĩa có thấy rằng mình hối hận mình đã làm cái chuyện đó hay là cái gì không? Không hối hận. Không hối hận. Bởi mình chứng minh được nhiều thứ. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình có cái sơ hở để cho người ta bắt nọt mình được. Thực ra thì mình thấy rất là tốt ở việc này. Nó giống như cái việc mình tác động đến họ để xem họ làm gì. Rõ ràng mình đến đây là mình khẳng định ngay cái ban đầu khi tụi mình đến, mình vẫn nói khả năng họ đóng cửa nhà thờ lại rất là cao. Thậm chí họ mình còn dự đoán được luôn tình huống rằng họ đập vỡ các tượng ảnh bên trong rồi đổ cho mình để mình kích động hơn nữa. Mình còn tính tới cái việc đó nữa. Họ mình biết được họ sẽ đóng cửa nhà. Nhưng mình biết được cho nên là cái việc đó không sao, nữa là mình đã xin số điện thoại của công an, của địa phương để khi mà họ đóng cửa nhà thờ là mình gọi ngay. Thì mình đã gọi được, có nghĩa là chính quyền đã đến kịp thời. Thì cái việc đó là quá tốt đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là tất cả những cái việc mình muốn đến để chứng minh được sau hết mọi việc, mình đã thấy được rất nhiều điều mà mình đến đó và việc mình bị đánh hay là việc sơ hở gì đó nó cũng không quan trọng. Mà cái quan trọng là mình chứng minh được dưới sự dẫn dắt của một vị linh mục đó thì giáo dân ở đó đã trở nên côn đồ. Giáo dân ở đó đã trở nên tức là không tệ hại, không thể hiện được cái tinh thần của Chúa Kitô, giá trị đạo đức, giá trị đạo đức và cái tình thương của Chúa Kitô đã nhắn nhủ với tất cả mọi người. Và cái ông linh mục Nguyễn Duy Tân có bao giờ ông nói rằng ông chối là ông bảo tôi không bao giờ tôi có cái lời giống như anh nói tôi là đòi lật đổ chế độ cộng sản hay là đòi lật đổ hay là trị Hồ Chí Minh. Có nhiều người nói trong họ chối. Ông ta không chối, ông ta mà còn công khai hơn nữa. Và những lần sau đó càng công khai hơn nữa. Thì đó là một thành công của cháu. Công cháu là thành công. Đó là một thành công rất là lớn để mình chứng minh cho dư luận biết rằng ông linh mục Nguyễn Duy Tân này đã đòi lật đổ chính quyền. Ông linh mục Nguyễn Duy Tân này đã chửi Bình Hồ Chí Minh. Và chứng minh thêm nữa là họ lợi dụng cái công giáo này để họ muốn lật đổ cái nhà nước này. Và cái Formosa đó nó chắc chắn là có một sự liên hệ với nhau. Formosa cũng là một cái hình thức lợi dụng Formosa để muốn lật đổ cái quyền này. Đúng. Đó là một sự thành công rất lớn. Cho nên là mọi người cứ nghĩ rằng ôi tôi thất bại rồi. Không có đâu. Tôi đã chứng minh được nhiều thứ lắm. Mọi người đều nhìn thấy được rằng là họ thất bại. Ở một nơi mà ở đó người ta nói rằng là giá trị đạo đức cao nhất. Bởi vì nhà thờ mình có bao giờ công nhận thần thánh của tôn giáo khác không? Đúng rồi. Thì bây giờ rõ ràng là mình là giá trị đức cao nhất. Bây giờ người ta đến đây chứng minh mình ngược lại hết rồi. Chứng minh rằng là mình quá tệ. Từ văn hóa, đạo đức đến vấn đề tín ngưỡng của mình ở đó đều không có. Họ đòi giết người trong khi Chúa bảo các ngươi chớ giết người. Dạ đúng rồi. Chúa bảo là anh em hãy yêu thương nhau thì các ngươi đang đánh đập người ta.
Các con phải thương người hàng xóm và thương những người bạn của chúng ta như là những người thân của chúng ta. Hãy tha thứ, hãy tất cả những cái lời dạy của Chúa đều không tồn tại đó. Thì mình thấy được rằng dưới sự dẫn dắt của một vị chủ chăn như thế, đàn chiên đã đi xuống quả ngục hết. Tôi cũng nhận cùng Thiên Chúa và anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Vâng, thưa quý khán giả, trong cái tinh thần mà đi làm sáng tỏ một cái thực hiện, chúng tôi mong muốn rằng trong những ngày phải sắp sửa tới đây, chúng tôi còn được nghe những cái dư luận về phía linh mục Nguyễn Duy Tân. Thì nhưng mà đó thì tôi tin chắc rằng là chắc chắn ông Nguyễn Duy Tân không dám gặp KVC ở ngoài, giống như linh mục Nguyễn Đình Dục cũng đã một cái thái hợp tính ông hợp khi qua bên đa bên Quận Cam, đứng tại Quận Cam nhưng mà không có dám gọi là nhắn tin với lại KVC ở ngoài. Thì trở lại cái vấn đề này đó, thì chúng tôi thấy rằng trước tiên á, đối với dư luận cho rằng là và cá nhân tôi qua những hình ảnh video và qua những cái dư luận, chúng tôi vẫn tin chắc rằng là Nguyễn Trọng Nghĩa là đã có lầm lỗi và những anh em đã lầm lỗi khi mà làm công việc này. Nhưng mà qua cái lời mà nói chuyện với Nguyễn Trọng Nghĩa ngày hôm nay, tôi xác định rằng nhóm Nguyễn Trọng Nghĩa đã thành công, bởi vì đã xác nhận được một điều: linh mục Nguyễn Duy Tân là người đã đòi gọi là lật đổ cái chính quyền này, là người đã nhục mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà đã hầu như là trên thế giới đều hướng ngưỡng mộ, một người, một cái thể chế mà đất nước này đã chưa bao giờ, nước Mỹ có 4 vị tổng thống trong vòng 10 năm đã tới hạn, chưa một nước nào trên thế giới làm được cái điều này ngoại trừ Việt Nam. Và trong cái đại hội thì những cái đại hội mà lớn như là G7, G8 rồi, thì qua đây qua cái APEC 2017 này, chúng ta thấy là mình có tới 5-6 lãnh tụ của thế giới. Ông tổng thống Donald Trump, tổng thống Putin, thủ tướng Abe, thủ tướng Trudeau Canada, ông Lý Hiển Long của Canada, đời của Đại Hàn, được rất nhiều các vị lãnh đạo trên thế giới đã tập trung về đất nước thành phố Đà Nẵng. Và sau đó thì ông Tập Cẩm Bình còn được đón tiếp ở ngoài Hà Nội với 21 các đại bác. Thì chúng ta nói lên là cái tính chất mà hợp hiến hợp pháp và cái gọi là sự ngoại giao khéo léo của nhà nước Việt Nam đã mang tới một cái công việc ngày hôm nay mà ông Linh Duy Tân lại nói rằng là ông muốn đảm bảo cái chế độ này. Thì cái chức năng của dây linh mục á là làm cái gì? Đang linh mục này đó là chăn dắt đàn chiên, rao giảng tin mừng, để giáo dân biết được lời Chúa, để mà hướng về Chúa, để mà đến, để mà biết được tội lỗi của mình đối với Thiên Chúa, không phạm tội nữa, để đẹp lòng Chúa và để được lên thiên đàng. Thế mà bây giờ ta thấy rồi, các điều mà các linh mục mà trong thời gian qua chống phá nhiều nữa, họ không làm được điều đó. Họ chỉ biết mỗi công việc là chống cộng và chống cộng, họ không làm được cái gì khác ngoài việc chống cộng. Nhiệm vụ linh mục mất đi, không còn được nhiệm vụ. Nhưng rất may rằng là cái giáo hội Công giáo Việt Nam mình rất đông linh mục, rất đông giáo sư, nhưng mà chỉ có một cái giáo sư Vinh, và trong này đó thì cả cái giáo sư Xuân Lộc cũng chỉ có một cái, là cả một cái giáo phận Xuân Lộc này chỉ có một cái giáo sư Tọa Hòa làm cái công việc đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái vấn đề mà đi tìm cái sự sáng tỏ và cái đạo sự công đạo, thì chúng tôi rất khâm phục cái tinh thần gọi là Kitô. Chúng ta đã có 117 vị thánh tự đạo, 118, thì 118 vị thánh tự đạo đó đã hy sinh vì để mà bảo vệ cái đạo pháp.
thì chúng tôi nghĩ rằng á, với cái chức danh của linh mục của những là ông Nguyễn Duy Tân, ông Nguyễn Đình Phục, là ông Đặng Hữu Nam này nha, quý vị đó đã nên quỳ trước các gọi là 118 vị tử đạo, bởi vì những vị đó còn xứng đáng hơn là ông giám mục Nguyễn Thái Hợp hoặc là các vị linh mục đang mặc cái áo màu đen nhưng mà đi làm những công việc màu trắng. Tôi nói là làm công việc màu trắng là là bởi vì ở đời nó có trắng có đen. Thì chúng ta nghĩ rằng đó là cái vấn đề, đừng có nghĩ rằng Nguyễn Trọng Nghĩa là một cái sự thất bại, mà đây là một cái chỉ một cái bước mở đầu để cho nhà nước Việt Nam cũng như để cho các dư luận biết rằng cái chức năng của linh mục ông Nguyễn Duy Tân đã làm mất. Bởi vì khi mà ông ấy ở bên công giáo đi học giáo lý để trở thành một linh mục rất là khó chứ không phải là dễ, và có rất nhiều người đó phải trở thành thầy cháu là bởi vì rất không thể ra linh mục được, phải đi làm thầy cháu suốt đời suốt đời luôn. Và tôi không nhớ một linh mục nào mà ông đã tới đấy ông khấn một câu như này: Chúa ơi, con cả cuộc đời con hiến dâng cho Chúa, con không làm điều gì tội lỗi và sao Chúa cứ chối bỏ con, con chỉ xin được cái là trở một ngày nào đó con được trở thành một linh mục. Và khi mà ông trở thành được linh mục lần đó thì Chúa là Chúa đã nghe được cái lời cầu khẩn của ông, người ta xin được để trở thành một linh mục, mà rồi bây giờ nó gặp những cái trông gai khó khăn như vậy, bây giờ mình lại mặc cái áo linh mục trong người mà mình là làm những công việc mà nó đi trái với cái đạo đức và lương tâm của giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng và của Vatican nói chung, thì chúng tôi không nghĩ, không biết rằng là quý vị đang nghĩ những cái gì, nhưng mà chúng tôi rất khâm phục là cái chuyện mà Nghĩa đã can đảm làm được cái công việc này, và cái việc làm của Nghĩa cũng như là 13 anh em ngày hôm đó là đã nói lên cho dư luận biết là những cái công việc đó là để thay tất cả những cái người mà cùng đồng chí hướng với mình nhưng mà họ lại không muốn tạo ra một cái oan nghiệt trong cuộc sống, bởi vì đời sống lo về kinh tế hoặc là còn là những cái sự rắc rối. Thì sau khi đó thì nghe nói là các cháu bị công an bắt bồi thường hay cái gì đó. Không, mình đến đó và gây ra náo loạn như thế, đó là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật đúng là xáo trộn nhà người trật tự công cộng. Mình khẳng định ngay một điều, nơi đó là nơi công cộng. Và nếu như vậy mà đến đó đã gây náo loạn lên thì gây rối trật tự công cộng là tội. Đúng, chính quyền phạt không sai. Đúng rồi. Và mình là công dân thì mình phải làm đúng như thế. Đã vi phạm thì phải chấp nhận sự xử phạt của chính quyền. Còn bồi thường thì mình không có gây ra một cái thiệt hại gì để mà bồi thường cái đó. Ở đây là bao nhiêu khoản hành tránh? 750.000 một người. Mình rất vui vẻ, mọi người vui vẻ đóng phạt, thậm chí là đóng phạt cho nhau, nếu ai không có điều kiện đóng phạt cho nhau luôn. Nhưng là ở đây mình khẳng định rằng là việc mình làm đúng, mình không hối hận. Và nhất điều nữa là có những người, cái trường hợp của anh Trần Hữu Nghĩa là bị phạt nặng. Tại vì anh mang vũ khí. Mang vũ khí. Anh bị phạt bao nhiêu? Anh được rồi, 8.2 8.2 8.2 Như vậy thì anh không phải nói anh nghe là người của bên nhà linh mục Nguyễn Duy Tân rồi. Anh cũng bị đánh nhá không? Anh cũng bị đánh rất nặng. Nó còn trói nữa. Tôi nói một điều là hôm đó các vị giáo dân ở đó có một sự sai lầm rất cụ thể mà rất may mắn là công an huyện đó ngăn chặn kịp thời, đó là mang dây ra rồi trói tất cả mọi người. Chỉ cần họ trói mọi người thôi là họ chết ngay, dướng vô cái giam giữ người trái pháp luật. Đúng rồi. Cái đó là bắt luôn á, bắt hết tất cả về đó chứ không phải là công an không nhân dưỡng đâu. Thế còn những người đánh mình á thì mình có video có gì là có tất cả. Có tất cả. Video có rất điều rất hay á, là có những người tò mò người ta vô đó để quay chơi, thì những cái quay chơi đó cũng được tung lên. Có những người vô quay để tố mình, thì họ cũng nhờ vậy mà có bằng chứng, cũng do họ tự cung cấp cho mình. Bản thân Nguyễn Duy Tân cũng cho người quay, thế là cuối cùng ra tất cả những bằng chứng mà họ đánh đập mình thế này thế nọ đều do họ cung cấp hết, tự họ quay tự họ cung cấp. Đây là cái điều mà họ không ngờ. Nếu một thành viên của một giáo dân ở một giáo xứ
là đi cứu tế, đi làm việc từ thiện, đi là giúp đỡ mọi người, thì nó sẽ khác với một hành vi một giáo dân, một ban hành giáo đi đánh người khác. Nghe nói là bên họ cũng bị công an mời lên đám người. Đúng, họ có những người đánh mình đó, những người mà không có lo to tí này là. Nhưng mà chị mời lên làm việc thì chưa có biện pháp cụ thể nói. Chưa. Họ họ thì được bị mời khá nhiều đấy, 8 người đâu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình nói là tất cả những cái phạt giả đối với họ là vô ích. Ở đây chủ yếu là chính quyền có mời để thấy rằng là họ còn phải đúng rồi. Cho họ biết là họ không đúng. Thế là họ không có sai. Những cái sự kiện mà 8 người đầu tiên á, trước đó đó, sau này thì mình không biết bao nhiêu người nữa, nhưng mà 8 người đầu tiên á, nó xảy ra sau khi KBC Hải Ngoại có live stream than phiền rằng tại sao các cháu bị phạt 750.000 mà những người đi đánh những người này bị đó thì lại không bị phạt. Thì 2 ngày sau đó thì 8 người bị mời lên làm việc. Thì nhiều người nói rằng tại vì live stream của KBC Hải Ngoại đã làm những người đó bị ấy, nhưng mà chú không nghĩ như vậy. Thì chú nghĩ rằng là công an họ đã có kế hoạch, có phương thức hết rồi, nhưng mà tại vì cái thời điểm chưa tới để cho họ làm. Vô hình chung KBC Hải Ngoại nói ra thì vừa đúng lúc mà cái thời gian họ ấn định để mà mời mình như kia là tạo dư luận. Tạo dư luận. Có điều, có một điều rất là hay, đó là những công an họ rất là mềm mỏng, không bao giờ họ nhảy, không bao giờ họ nhảy cái mà làm liền. Đúng. Cho nó nguội lại rồi họ mời từ từ lên. Thật sự mà nói thì mình nói thẳng luôn, nếu mà mình muốn tố được một người như vậy thì việc làm rất đơn giản. Mình mang một cái đơn đến tại công an huyện Xuân Lộc, nói là tôi muốn tố được một người dân về tội ABCD, xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi là tổ đảng, rồi chống chính quyền, là tổ nhà nước. Đem hết tất cả đó đến công an huyện và có bằng chứng cụ thể bằng những livestream của ông, bài viết của ông, đem đưa thẳng lên. Thì vấn đề còn lại là công an huyện nếu mà họ không lăn theo kiểu mà theo mình nghĩ nha, họ mang tới tòa giám mục Xuân Lộc, mang tới tòa giám mục giáo phận Xuân Lộc và đề nghị tòa giám mục tổ chức một buổi mình với tòa giám mục với Nguyễn Duy Tân, kể cả công an ngồi đó xem nghĩa tố gì. Chúng nó hoàn toàn là tuyệt vời. Mình đang tố một linh mục thì dĩ nhiên người đứng đầu của giáo phận phải có trách nhiệm xử lý. Có bao giờ mà nghĩ rằng mình với anh em 14 người, tất cả 13 24, 14 là tài tính có một đứa bé, dạ, đứa bé. Thì bây giờ đó mình đứng ra đó, mình viết cái lá thư cho Vatican, mình không tố cáo, mình viết lá thư cho Vatican, cho giáo hội công giáo tại Việt Nam và cho cả công an cái giáo hội cái Xuân Lộc và giáo sứ Cộng Hòa đó, trình bày cái sự kiện ngày đó tháng đó tôi đã tới giáo sứ Cộng Hòa theo lời mời của theo lời đồng ý của linh mục Nguyễn Duy Tân để chúng tôi cùng thảo luận về một cái thứ nhất là được mà tịch Hồ Chí Minh mà người tôi rất là quý mến, cha già dân tộc của chúng tôi. Thứ hai là muốn đặt vấn đề về vấn đề mà đòi lật đổ Đảng Cộng sản. Đấy. Và thứ ba là cái chức năng của vị linh mục ngài đang làm đó, để đang dẫn dắt các con chiên của giáo xứ Cộng Hòa đi vào một cái con đường gọi là cây sáu trục trong đời sống xã hội. Và cái ngày hôm đó chúng tôi bị như này, chúng tôi có tất cả hình ảnh video như này đó. Kính xin là Đức Giáo Hoàng, kính xin Giáo hội Vatican, kính xin xét lại cái hành vi của linh mục Nguyễn Duy Tân và cho chúng tôi biết là cái công việc đó nó có xứng đáng với của linh mục Nguyễn Duy Tân hay không. Mình cứ biết nhẹ nhàng, mình không tố cáo ai hết, mình chỉ hỏi giống như là nhưng mà hỏi theo cái kiểu mà để cho họ khó mà cái cách trả lời, đừng kết tội ai hết. Đó là cái cháu nghĩ con nên làm như vậy không? Dạ nên làm. Đúng.
và thậm chí là bây giờ cái đó là viết cho Vatican. Đúng, viết còn cho Vatican. Còn cái viết của mình với chính quyền, cái đơn của mình tố cáo, và đó giờ mình chưa tố cáo. Chưa tố cáo thì mình viết cho chính quyền thì mình lại kèm cái lá thư, đính kèm lá thư đã gửi cho Vatican. Đấy, hai cái lá thư khác nhau. Mình thấy là thứ nhất chính quyền đủ đề nghị nên làm. Chính quyền mình có một cái khó, đó là bị các cái đối tượng nó chống phá, nó luôn luôn nó lợi dụng vào cái việc là cái đụng cái tôn giáo, nó nói là đúng rồi, chứ do tôn giáo, cho nên chính quyền có cái khó không chính quyền, nên chính quyền làm không được. Nhưng bây giờ dân đã đề nghị, đúng, chính quyền không còn phải ngại, bởi vì dân đang bức xúc, đúng rồi, dân đang yêu cầu thì chính quyền không có nước nào chấp nhận rằng bất cứ một tổ chức nào, nhân dân, một cái tôn giáo nào hay tổ chức nào mà có quyền thay mặt nhà nước để đi hành hung một người khác, đòi đi trói một người khác, cái điều đó là không có chấp nhận được. À, ông ấy còn nói là ông linh mục Nguyễn Duy Tân trong một số trong cái live stream của ông nói là không cho giải cứu con tin. Ủa? Ông xem mình là con tin, ông xem mình là con tin khi chính quyền bắt mình về chính quyền để xử lý. Ông ấy không cho giải cứu con tin, ông ấy nói thế. Có nghĩa là ông ấy muốn giam giữ. Ông ấy giam giữ mà. Thế là ra bắt giam người bất hợp pháp. Cái câu đó là có là nó nói trong luật vấn đề mà có luật. Thì ông Tân này á, ông còn chia sẻ nhiều bài viết để mà chống đối nhà nước của các đối tượng phản động. Nhưng mà trước đó ông Nguyễn Duy Tân đã từng bị phạt 70 triệu hay là 20 mấy triệu. Dạ, 20 mấy triệu. Về vấn đề là phát tán thông tin xuyên tạc bịa đặt trên mạng internet, thì ông ấy không chẳng những không đóng phạt mà còn làm rối thêm, đó là ông ấy đi xin tiền mọi người, giờ đề nghị cộng đồng 90 triệu dân mỗi người cho ông 1.000 đồng để ông đóng phạt. Đây là một trò cười. Mình nói ông này ông luôn luôn dùng cái con dấu của nhà thờ, cái con dấu của giáo xứ ra để đóng đi lên những cái câu nói hết sức là miệt thị. Ông mà thật sự mình nói là ông ấy có bao giờ tôn trọng con dấu không? Con dấu đó là của giáo hội của ông chứ của ai? Con dấu của giáo hội công giáo. Bây giờ con dấu đấy được đem ra làm trò cười. Không ngờ ông ấy đâu có tôn trọng tôn giáo của mình. Mình là người trong tôn giáo này, thấy một người làm tổn hại đến tôn giáo mình mà mình không nói, thì cuối cùng ra đâu phải là xây dựng tôn giáo. Ai đang xúc phạm tôn giáo đây? Ông ấy đang xúc phạm tôn giáo. Dùng con dấu của tôn giáo mình đi miệt thị, đi làm bao nhiêu chuyện xấu, thì rồi ông ấy chính là người xúc phạm tôn giáo. Và mình đi chống lại việc đó là mình đi bảo vệ tôn giáo. Ở đây không có việc chống tôn giáo này. Thì trong cái lá thư mình viết cho Vatican, mình nên để vào trong đó luôn để chứng minh rằng là ông đã cái thành tích của ông như vậy rồi. Ông là người đã thật sự là tiếng Mỹ nó gọi là troublemaker, tức là người gây rối cái đời sống xã hội, thích chuyện chính trực. Thế chừng nào làm cái chuyện mình ít nhất là phải cho thời thể của hư một chút, của nhà cửa đang xây cất cái này, thời ra tôi cho nó hư hư một chút. Nhà cửa đang xây cất này có đến phép không hay là xây lại? Ở đây chỉ cần mà không có giấy phép là lập tức xuống niêm phong lại, lấy hết dụng cụ đồ nghề để chỉ cần thấy đổ vật tư vật tư mà chèn ra đường một cái lập biên bản phạt. Ngưng thi công. Lúc nãy là vào trong này giới thiệu lúc đầu đó rồi, cái mà gọi là cái quầy thuốc lậu đó. Có một anh vô nói là cái nhà báo hải ngoại nói bậy nói bạ, cái đá lên này lập tức. Vâng, thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi một cái phóng sự rất là đặc biệt, người thật việc thật và cái sự thật là cái chuyện mà đấu trí tổ hòa có lẽ là đã tạo ra rất nhiều cái dư luận chống hoặc là bênh hoặc là xuyên tạc. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái thời đại bây giờ đó, thì cái việc làm của các những người yêu nước có quyền làm những cái chuyện để mà bảo vệ cái đất nước, mình yêu nhau, mình yêu cái nước đó. Nhưng mà đó, bên cạnh đó chúng ta phải chấp nhận cái tích cực nó có cái tiêu cực. Những cái tiêu cực đó, đó luôn luôn là những cái thành phần để gây chia rẽ. Và các bạn đấu tranh hoặc là các bạn có cảm tình hay không có cảm tình với lại Nguyễn Trọng Nghĩa, các bạn nên suy nghĩ, cân nhắc trước khi các bạn lên một cái tiếng nói gì. Nhưng mà về cá nhân chúng tôi, làm báo, chúng tôi không quan tâm các bạn thích hay là không thích KBG hải ngoại, cái chuyện là chuyện của mỗi một người. Nhưng mà chúng tôi là những nhà báo đi làm
việc những đi tìm sự thật. Thành ra chúng tôi chấp nhận mọi cái tiếng chỉ tiếng bất, kể cả những cái lời mà chúng tôi bước chân xuống phi trường là đã bị công an tra tấn. Và cho tới ngày hôm nay bây giờ tôi bắt đầu, tôi cũng bị tra tấn với trọng nghĩa để tìm cái sự thật. Và này, chúng tôi tin chắc rằng qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta đã có mỗi một người có một câu trả lời. Và chúng ta biết chắc chắn rằng Linh Mục Nguyễn Duy Tân là một người đang lợi dụng chiếc áo choàng, lợi dụng cái một cách tôn giáo và lợi dụng cái tinh thần của Đức Chúa Giê-xu để làm những cái công việc phản lại cái ý Chúa và lời thánh điển. Những cái gì ngày hôm kia chúng tôi đi ra ngoài Vũng Tàu, tôi đã đọc cái lời thánh Giuse ở ngoài cái tượng nhà thờ Đức Mẹ ngoài đó. Thánh Giuse ở trong Công giáo là một vị thánh chuyên môn làm phép lạ, làm rất nhiều và phép lạ. Và cái lời của thánh Giuse, chúng tôi hy vọng rằng á, Linh Mục Nguyễn Duy Tân nên đi ra ngoài Vũng Tàu và đọc. Nếu mà ông không thích đọc kinh á, thì ông cứ ra ngoài đó in thành một tấm bảng luôn ở ngay dưới chân cái tượng Chúa Giuse ở ngoài Vũng Tàu. Chúng tôi đã làm và chúng tôi sẽ đưa lên trên YouTube. Thế nghĩa còn là gì muốn nói chia sẻ? Trước hết là cảm ơn bác như mọi người đã đi đường xa và đến tới Đồng Tháp, đến với cái vùng cực quê. Đây là một tỉnh nghèo của miền Tây. Rất hy vọng rằng là chúng rất là cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để mà nhọc xuống đây để gặp gỡ và trao đổi. Cái việc mà mình muốn nói nhưng mà không biết phải nói như thế nào, nói cho ai nghe. Rất là may mắn là cũng được sự truyền tải của KBC cũng như là sự quan tâm của mọi người, mà nhất là cái sự yêu quý của mọi người làm cho ở đây mọi người hạnh phúc.